Rồi, hôm nay cùng với bác Tài, gia đình bác Tài với gia đình mình nè, với chị Hòa nè, với Tây nè, đi lại chỗ kia câu cá chơi nha các bạn. Các bạn theo dõi mình sẽ quay trên đường đi cho các bạn xem nha các bạn. Rồi, ủng hộ kênh Dương Tân Dương ở đây nha các bạn. Rồi, tiếng kêu các bạn chuẩn bị xem nha. Đây, đang trên đường đi đây các bạn. Đó, cái đường đi nó vậy á. Nãy giờ đi xa lắm nha các bạn, tại vì mình lấy khúc gần gần cho các bạn coi thôi, cho mình quay hết cái đường đi chắc coi tới xe tới mai luôn nha. Cái clip nó dài thòn lòn luôn nha các bạn, quay ngắn ngủi thôi. Thấy đường lên núi đẹp không các bạn? Mùa thu bắt đầu bên đây lá lá nó vàng hết luôn nha các bạn. Nó một cảnh này hình như là vàng hết luôn, bởi người ta đây tới mùa mùa hè thì hoa nó vàng, mà hãy tới mùa thu thì cỏ nó vàng khè luôn, mới mà được biệt danh là thung thung lũng hoa vàng nha các bạn. Núi rồi đẹp không các bạn? À, khúc này đẹp ha, núi đồi đồ này đồi không nha các bạn, chứ núi thì chắc không phải rồi. Cái này là hiu, cảnh khúc này đẹp quá. À, cảnh đi giống Đà Lạt không các bạn? Này là Đà Lạt hay Lạc Đà gì mình cũng không biết. Lên đèo Hải Vân. À, đẹp không? Có mấy cây thông rồi dọc đường đẹp không các bạn? Tôi qua đèo Hải Vân. Mình đi vô đây mình câu trước, đi gần hồi cái mình câu cá cho các bạn coi luôn nha các bạn. Cuốn này đẹp thiệt ha. Đang nói trực tiếp luôn rồi đó nhân tài. Lên trên mạng luôn rồi đó. Đẹp dễ thương không? Ủa, mấy cảnh này đẹp ha. Tôi đâu biết khu này có cảnh gì đâu. Ngày xưa đâu có đi đâu không biết. Giờ cứ chạy lên đây không biết. Lúc trước cả vòng vòng khu dưới thấy đẹp rồi. Và lên đây khu này giữ ấy, đi vòng đi vòng cái đường theo cái đồi luôn này nha các bạn. Không à, dễ sợ. Mẹ lên đâu em? Phải. Ở trái quay phải. Phải. Đúng không đó, ngồi đi vòng vòng. Trái cũng có cái hồ đẹp đó. Trái nó cũng có heo đó. Không, cái hồ đi coi. Hồ nào có cá là được à? Hồ đẹp luôn. À. Cái đẹp đó. Vậy là mốt mai mốt mình đi quay. Xưa đi lên đi câu mà. Quá đẹp. Nói đây biết rồi, năm nay nó nói rồi. Công nhận cái đường này đẹp thiệt luôn á. Hôm nay nó không biết mình nói nữa. Đi bộ từ dưới đi lên đây hả? Ừ. Em đi bộ hả? Đi bộ xa thấy bà luôn. Ôi giời ơi. Có thiệt không vậy? Anh có tin không? Rồi vô đây. Rồi, chuẩn bị sắp tới nha các bạn. Lâu lâu mình mới quay nha, chứ quay cái đường nó dài quá nha các bạn. Quay cho các bạn sơ sơ ra coi gần hồi, tại mình quay câu cá nó còn lâu lắm. Đặt lâu rồi. Coi chơi nha các bạn. Rồi quẹo trái. Quẹo trái hả? Tụi nó đi bộ đấy. Nó công viên đó. Ừ, tới chỗ nha các bạn. Giờ bắt đầu mình kiếm chỗ đậu xe nha. Có đậu xe nhiều lắm, bãi nhiều. Ừ, nhiều quá lắm. Đậu bãi gần hồ. À, cho nó gần. Quán mở ai dí hay gì mình chạy vô xe nó lẹ. Nói giỡn này chứ đây ai dám dí. Chạy từ từ sao? Đó, vô cái công viên đó nha các bạn. Chứ nãy giờ chạy này là đường trong công viên đó nha các bạn. Tại công viên này nó lớn lắm. Bãi xe này nữa nè. Cho nên thành ra nó nhiều bãi xe. Cái đó cái xe đậu bạn thấy công viên lớn ghê không? Cho quay xuống hồ. Ồ, nó chói nắng quá trời. Không biết thấy không? Chắc thấy quá à. Rồi, chế bản hay đi kép đó. Rồi, thẳng lại cái cây kìa. Đó. Ai cha. Giờ không thấy cái gì luôn, để luôn. Không dám nhúc nhích luôn. Ok, đó, cái hồ dưới đó nha các bạn. Đó, ok, rồi. Mình xuống, mình quay cho bạn xem nha. Đó, giờ bắt đầu... mình chuẩn bị mình đi xuống đó nha các bạn. Rồi bắt đầu mọi người xuống xe chuẩn bị vô chổng nha các bạn.
Đâu rồi, chủ nhân của kênh đâu rồi? Chủ nhân của kênh đi kìa. Rồi, chủ nhân đây, đi đi trước dẫn đường đi. À, ok. Bắt đầu đi xuống đó nha các bạn. Mình đi xuống dưới mình quay từ từ cho các bạn coi nha. Đây, đi câu cá mà không có đem theo cần câu cái gì hết nha các bạn. Chờ anh Lâm anh đi làm về anh mới xách cần câu lại nha các bạn. Vui không? À, chờ mình, tại mình chờ tới trước, mình không có dân phải viên dân chuyên nghiệp câu cá. Mình đi chơi cho biết rồi, các bạn thấy cái hồ đã không? Đó, giờ chờ anh Lâm, hỏi cái hồ đẹp quá em. Cái hồ cảnh thấy đẹp ghê không các bạn? Hồ lớn như thế, dưới đây cá dữ lắm nha các bạn. Trên đây ngộ lắm, mấy cái hồ này không biết cá ở đâu mà quá trời cá luôn nha các bạn. Mà dưới đây như cá chép không à, cái câu chơi rồi chứ thả chứ chắc không ai ăn. Có cái cây gì nó lớn ghê các bạn, cây gốc lớn luôn, cây quá trời bự luôn, hai ba người ôm hết luôn. Gốc quá bự luôn, trong công viên nha các bạn, cái cây nó bự vậy luôn. Rồi, chỗ này ngộ lắm nha các bạn, câu cá phải có đứa nít dẫn lại để cho câu nha các bạn, còn không mà không có nít là không cho câu nha các bạn. Nè, fishing it only nè, outlaw nè, for nè, children nè, five nè, five year hoặc 12 tuổi, 5 tuổi, 12 tuổi, đến 12 tuổi nha các bạn. Là nó mới cho mình câu cá nha các bạn. Ở bên đây nó có nhiều có lực đó không các bạn, mình phải hiểu lực mình mới đi câu được nha các bạn. Đi không biết là bị phạt chết luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái sân công viên đã không? Lớn ra không các bạn? Đó, anh ta cũng nói chơi. Đó, cái đường đi nè, cái cây cái liễu thôi cái gì nữa bạn, đẹp ghê luôn á. Cây liễu á, cây liễu á. Phải không? Lại coi có phải cây liễu không em? Mát rưỡi ha. Không gà, không gà dịch bệnh quá ít ra về ra tới mát rưỡi. Giờ nắng nó ấy rồi. Đi đầy đặn quay. Đi ông trời ơi. Thấy cảnh xanh miết luôn không các bạn? Công viên đây nó trồng cỏ với cây đồ đẹp lắm nha các bạn. Chị qua đây chị thấy đẹp không chị? Đây đã không? Chị qua. Qua đây thấy lạ không? Chị qua và anh Lâm mới qua chị đi mấy công viên trên này chị thích lắm nha các bạn. Đó. Bên đó là cái đồi á. Các bạn thấy không? Đẹp lắm, cảnh ở đây đẹp lắm. Nói chung mình đi ở đây lâu quá riết mình cũng làm biến đi, nhưng mà tại làm YouTube mình đi quay nha các bạn. Quay cho các bạn xem chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở Hoa Kỳ nha các bạn. Đó, chỗ đậu xe bao la luôn. Sao? Ở đây dịch trời nhiều lắm, nó ỉa nhiều nha các bạn. Đâu chỗ nào có nó đâu. À, nó đi bển rồi. Ở đây dịch trời nhiều lắm nha các bạn. Đi vòng qua bển. Đó, thấy cảnh đã không các bạn? Dịch như mấy cây trong rừng luôn nha các bạn. Cái cây bự nó để giữ lại cái liễu quá mà nó lớn vậy nha các bạn. Ôi, cây quá lớn luôn à. Rồi, đẹp ghê ha. Hả? Đâu? À, để lại quay coi. Các bạn có dịch dịch trời đó các bạn, nó ở nó đứng có một chân một luôn đó các bạn, nó đang liền gió công hay gì các bạn. Cái này là ở bên mình là kêu là người ta kim kê độc lập mà con dịch này nó là dịch kim kê. đứng vậy mà đứng hay ha. Đứng một chân hả? Đứng một chân. Đứng một chân luôn, ghê thiệt luôn, đứng trên cây các bạn. Cái cây này các bạn. Bà Yến lên đứng làm người mẫu chảnh luôn nha các bạn. Người mẫu đó. Đó. Em đi xuống rồi đừng có nhảy theo anh nha. Cái này người mẫu leo cây luôn nha các bạn. Đứng ra ngoài. Nào. Em đứng ở ngoài nữa. Đẹp không các bạn? Mấy chỗ này mà chụp hình lý tưởng luôn nha bạn. Đó. Ai mà có gậy mới ra dẫn lên cây mà hãy cho con gậy nó ngồi lên cây nha các bạn, mà hãy con gậy mà nó không cho mình mà hất nó xuống sông. Nó giãn thôi chứ bên đây kiểu đó không được nha các bạn. Bên đây nếu mà bạn ai có ghẻ dẫn vô đây ngồi cây tâm tình đã lắm nha các bạn. Cây kia nè.
không, nó để mấy cái cây tàn này nhìn hay quá ha, giống mấy cây trong rừng á. Ngồi chụp cũng được á. Ừ. Cảnh mà chụp á, mấy cảnh chụp hình được hết sảy luôn. Bãi kìa. Đó, mình đi qua bên đây, đi nãy giờ mình đi vòng qua đây là cái bãi khác đậu xe nha các bạn. Đây, cái công viên này lớn nó vòng vòng á. Mình đi có nhiều chỗ đậu xe nha các bạn. Đi công viên đi công viên nhiều lắm. Nhiều công viên đây lớn chứ lắm luôn. Ở đây nhiều công viên lớn đẹp lắm nha các bạn. Công viên lớn. Nhiều công viên lớn đẹp. Mình đi một vòng nha các bạn. Mình view hết cái công viên lớn cho các bạn xem nha. Rồi nhanh chút xíu anh lật lật. Đây các bạn, nay thấy lại cái con mợ hổm giống như mình thấy ở ngay chỗ công viên kia. Ở nay đây con này con khác đây nha bạn. Ủa sao đứng hai cánh nó làm kỳ vậy em? Xe ra thôi. Ừ. Hình như con này nhỏ hơn con hổm em ơi. Nhỏ hơn. Con kia cao hơn. Con kia hổm cao hơn nhiều. Con này nhỏ hơn. Đâu đây, nó thâu gần lại cho người ta coi. Nó giống cái con khủng long thời tiền sử lúc trước nha các bạn, nhưng mà con này làm như con. Nhỏ hơn, nó đứng trên cây luôn. Thấy không các bạn, thấy không? Nó mình thâu lại. Để thâu lại gần cho các bạn coi. Coi nó bự cỡ nào nha các bạn. Đó, con này nhỏ mà không, con kia bự hơn con này nhiều nha các bạn. Rồi. Đây coi ở đây nha, coi mấy con khác nha các bạn. Cái công viên ở đây vui lắm, đi này vui lắm. Mấy vịt trời nè các bạn. Nó tưởng mình cho nó ăn nó dạng không? Vịt trời này nha các bạn. Vịt trời tự nhiên luôn á, mà nó lại nó ở không ai dám đụng nó vậy đó. Nó có nó được cấp bằng bởi vì không ai dám đụng nó nha. Ông này. Con này nè. Con này cũng tưởng con này là con ngỗng trời. Con này con ngỗng trời nha các bạn, nhưng mà con này nó lai rồi. Con này quá ngỗng trời. Ngỗng trời là vịt sim. Tôi ra mấy con này như ngỗng trời là vịt sim. Có vịt bự. Không thấy, ngỗng trời là vịt sim á. Nó ngỗng trời gặt đó là nó khác. Con này nó có lai con vịt rồi. Lai vịt sim mà. Này giống con cái. Này nó bự ghê ha. Thì con cái đó, con này con cái nè. Thấy rõ không em? Thấy nó dạng không các bạn? Nào mình đi lại gần nó luôn nè. Lại sát nó luôn nè, thấy nó dạng không? Mình xa cái gì khi nó bá mình nha các bạn. Thấy ở đây nó dạng kìa, đó. Mấy con này thì nãy nó tưởng mình cho nó ăn. Tưởng mình cho nó ăn lại nó xinh. Đó, dạng không? Ở đây là không ai nuôi, tự nó lại nó ở mấy cái công viên nha các bạn. Bơi thấy đã không? Ở đây là đường đi bộ lên mấy cái đồi này nha các bạn. Nhưng mà tại nay chiều tối rồi mình không đi lên. Để khi nào có dịp mình đi lên mấy cái đồi này mình quay cho các bạn coi nha các bạn. Công viên này lớn lắm, như trong đồi núi vậy. Giống hệt như trong rừng không các bạn. Công viên để nó làm kiểu vậy không à. Có gà lôi luôn. Nãy giờ mình đi vòng vòng cái hồ đó nha bạn, mà chưa hết cái hồ của nó nữa nha các bạn. Bên đây các bạn thấy mình quay mình không nói công viên, các bạn đâu có biết đây là công viên phải không? Chỉ có người bên đây là người ta mới biết công viên thôi. Cái công viên bên này nó lớn lắm, nó làm thấy tự nhiên, thấy đẹp lắm. Để tự nhiên không các bạn đó, mới nhìn vô đây các bạn tưởng đâu trong rừng không đó không? Nhưng mà đường đi đồ đàng hoàng ngon lắm. Vậy hai mấy con đi lại đó đi quay phim mà cứ đứng làm cảnh chụp hình không vậy? Đó, cái hồ đi rồi. Thôi để lát đi qua mấy cái kia rồi. Ok. Thôi xa xa trên cái nhà trên cái đồi nhìn đẹp không các bạn? Đó nè, mình thâu view lại cái nhà trên cái đồi đó không các bạn? Không? Đã không? Ở bên đây mà nếu mà nhà trên đồi là nhà có nhà giàu mới ở trên đồi núi nha các bạn. Mấy người ở trên đồi núi là dân có tiền không nha các bạn. Nhà nằm trên đồi núi nhìn đẹp phải không? Cái cảnh cái hồ này là chính giữa cái mấy cái đồi núi luôn nha các bạn. Quay vòng vòng là thấy đồi núi không? Các bạn thấy không? Nó giống như nó nằm vòng vòng đồi núi luôn á.
đó, mình quay nè, đó, núi không á, cái đồi không á, cái nó không có cao là mình kêu là cái đồi. Ừ. Mấy vịt trời mình đi vòng qua đây mà thấy nó gì theo mình, nó đòi ăn luôn nha các bạn, thấy dạng không các bạn? Vịt trời bên đây các bạn thấy nó dạng không? Ừ. Nó lại đông các bạn, mình kêu kêu cái nó lại dễ sợ, nó tưởng cho mình cho ăn á. Tại vịt ở đây người ta vô người ta hay cho nó ăn lắm nha các bạn, bây giờ nó thấy mình lại cái nó tưởng cho ăn, nó bu theo mình nãy giờ rồi. Trong khi chờ đợi anh Lâm ấy câu cá, mình view cái này cho các bạn coi. Mình đi lên trên cái đồi này là nó có gà lôi đồ chả nở, gà lôi thiên nhiên nha các bạn, không ai nuôi nha, với con nai đồ luôn. Để mình lên coi có gặp nó không, đi thử cho các bạn xem nè. Ok. Ừ, giờ mình đang đi lên giống như cái đồi nha các bạn. Nếu mình không nói đây các bạn tưởng đi vô rừng luôn phải không? Ừ. Mà đó nắng quá chắc quen được. Đi nãy giờ chưa thấy con gà lôi nào hết mà thấy mỏi chân quá bạn ơi. Không biết. Ôi giờ. Yeah. À giờ lên đây chói nắng quá ai da, cầm đạn luôn ai da, phan phan đi chết cha. Giờ này trốn đâu, đi ngủ ở đâu rồi các bạn ơi, chui lùm chui đâu rồi, không dám chui vô lùm, chui lùm nó ớn quá. À biết rồi các bạn ơi, nè mình đi kiếm gà lôi mà giờ này trốn đâu rồi các bạn. À, các bạn thấy không? À, đi câu cá hồi thành đi lên đồi luôn. À, có gì coi vui ủng hộ nha các bạn. Tây. À. Ai à, mình mệt luôn. Lâu quá không có đi núi mệt quá. Có không? Chắc mấy gà lội trốn vô đây rồi các bạn ơi. Có nai rồi nữa nha các bạn. Đâu? Thấy luôn hả? À ok ok. Rồi mình qua đó mình quay nha các bạn đi. Đi hẹp tay kìa. Đó cà lôi nguyên bầy luôn nha các bạn, tự nó cà lôi quang luôn các bạn. Giống như nó ở gần á. Tới mùa mà mấy bạn thấy người ta đi săn cà lôi là đi về nha các bạn. Mình thì không dám. Đó. Các bạn thấy không? Một bầy luôn nè. Đó này là tự nó quang nó đẻ thôi nha các bạn. Các bạn thấy mấy anh chàng kia đi quay gà lội là vậy nha các bạn. Đó. Các bạn thấy đã không? Đó mình quay cho bầy cho các bạn coi. Dĩ sao nó mình mệt quá. Đó một bầy luôn. Quá trời luôn, giờ thấy mình chạy rồi. Ai chà mệt quá. Giờ đó nắng rồi, hồi dí theo nó lát lên khi gặp mấy kia kìa. Sợ nha các bạn. Lấy gần lại cho các bạn coi. Nguyên bầy luôn. Để qua chặn đầu nó quay kia coi. Mệt quá. Đó, mình đi lên đây mình chặn đầu mình quay lại cho các bạn coi nha. Nó chạy trốn mình nè các bạn. Tại gà lôi này nó ở giống như ở quang trên, ta gọi là trên cừng nữa nha các bạn. Tại cái công viên này nó giống như là quang giả đó. Nó có đủ thứ thú hết mà mình đi mình cũng ớn. À, các bạn thấy không? Một cái gà lôi luôn. Quá trời. Đây nè, các bạn thấy không? Đó, gà lôi quang không đó nha các bạn. Không có ai nuôi mấy con này đâu. Lấy gần lại cho các bạn coi nè. Rồi nó chói nắng quá, anh thấy lại nhìn phụ em anh cho em. À, qua một bầy ra trước luôn kìa. Đó, mình lấy gần lại cho các bạn vào gõ nét. Ây chà. Đó, các bạn thấy không? Đó, một bầy nó dài sọc luôn á. Nó nhiều bầy gì lắm nha các bạn. Tại mình gặp bầy này, mình quay bầy này thôi. Mình cũng không dám đi xa nữa. Thấy không các bạn? Không ai nuôi á. Gặp ở bên mình là mấy con này xong rồi nha các bạn. Đó, nó đi vòng xuống đó. Nó đi giống như con kia đầu đàn, đi đầu đàn rồi dẫn theo nguyên laptop đi theo vậy nha các bạn nè.
tới đầu này luôn. Đó, nguyên bầy gà lội quang luôn đó nha các bạn. Không ai nuôi hết á. Đó. Đó rồi mình tới đây mình xuống coi câu cá gì nha các bạn. Nếu clip dài quá mình làm phần 2 cho các bạn xem nha. Đây giờ mình đi trở lại xuống cái đồi nha các bạn. Xuống dưới chỗ câu cá dưới nha các bạn. Đó, cảnh đẹp không các bạn? Đó. Lội lên cái đồi phát luôn nha các bạn. Đây các bạn, đây nó đứng một bầy khác đây nè các bạn. Hồi nãy mình đi kiếm bầy kia, bầy này nó đứng ở dưới đây nè các bạn, nó chui trong cây ra nè, quá trời luôn không các bạn. Còn nhiều lắm. Nó còn cả 100 con luôn nha các bạn, mà nó đứng rải rác 50 con, 7-8 con gì đó. À, mình quay cho các bạn coi, giờ đầu mình xuống dưới câu cá nha các bạn. À, giờ mình đi nè. À, mấy người đó đang đi xuống đó các bạn. Giờ đi xuống, đi lạc đường, đi vô đường trong gai không các bạn ơi. Đi lên đồi nè. À. À, giờ, hồi nãy đi cái đường khác, anh giờ xuống cái đường khác, đi lòng xả luôn. Rồi, à, cái cây, cái đường này. Rồi, giờ. Cái đường cái nào, quay cái đường giống như trong rừng không các bạn. Ây da, gai không. Ai cha, ai dẫn đi đường này vậy? Bó tay. Rồi ở cái đường này các bạn. Đâu phải, nãy đâu có đi qua mấy cái bụi gai. Cuối cùng cũng tìm lại con đường. Nãy giờ lạc cái bụi luôn các bạn ơi. Các bạn đi lạc nãy giờ nè các bạn. Giờ sắp xuống tới dưới mình mới quay nè. Nãy lo tìm đường thấy bà luôn rồi. Đúng không các bạn? Ai cha. À, giờ đi ra cái đường đánh một vòng quá từ xa luôn. Tưởng đâu đi tới mai luôn rồi nha các bạn. Ai cha. Đi. Cuối cùng cũng xuống được. Ai da. Hồi nãy mình đi lên cái đường bên đây này nha các bạn, mà đi tẻ ngồi sao đi qua, qua múc cái đường bên đây luôn. Lạc cả buổi trời luôn. Hồi nãy mình đi cái đường bên đây. Ai da. Đi quay gà lôi. Ủa đi lạc dẫn cả buổi luôn cha. Đi muốn chờ ông nào mới đi vậy đó. Đi đâu nói chỗ đi. Ở đây không có sống rồi, không nói. Thả câu đi. Câu là câu bên kia nè. Ờ đi. Ủa, sao là bên này? Đâu à? Giờ đi lộn hồ câu rồi nha các bạn. Giờ lộn hồ rồi nha các bạn. Đi qua đây chờ đại ca Lâm câu hồ bên kia mà mình với anh Tài với vợ anh Lâm rồi với vợ mình đi lộn qua đây thành đi quay gà lôi luôn nha các bạn. Chắc cái kia mình sẽ làm clip 2 cho các bạn xem nha. Gặp lên đây không có sống á, anh Lâm anh gọi mình không nghe cái mình lo đi quay gà lôi nha các bạn. Ok rồi. Rồi bây giờ ta đi lộn hồ rồi nha các bạn. Giờ mình kết thúc clip này coi như đi phạt đi quay gà lôi chơi cho các bạn xem đi ha. Giờ chuẩn bị lên xe. Anh Lâm anh chở anh lái xe bên đây. À. Nãy giờ ổng đi kiếm vòng vòng hồ bên kia nguyên đám đi hồ bên đây. Ok rồi. Tạm biệt các bạn nha. À, xem vui ủng hộ kênh nha các bạn.